Rồi, kế tiếp ta viết cho thầy từ xin. Xin là tín, là thư. Ta cùng đọc xin. Xin. Chữ xin thì đằng trước ta nhìn một chút. Ta có bộ nhân đứng, đọc là rấn. Là nhân, là người, là bộ nhân đứng. Đằng sau có một chữ, thì chữ này là chữ dén, là ngôn, nó về ngôn ngữ. Thì cái lớp viết từ dén trước cho thầy đã. Viết từ dén cho một ô vuông đã. Chấm này, ngang, ngang, ngang và bộ khẩu ở bên dưới. Bộ ngôn, bộ ngôn trong chữ phồn thể cũng là chữ dén này. Còn nếu trong chữ giản thể thì chữ này cũng là chữ dén, là ngôn. Để viết chữ dén riêng ra vở đi. Nhá, viết riêng là chữ dén ra vở. Cách viết ta nhìn trong quyển tập viết. Ta cùng nói dén. Dén. Đúng rồi. Dén. Viết đi em, viết chữ dén. Viết không chạm vào bốn cạnh của ô vuông. Đấy. Và nét ngang em phải đưa từ trái sang phải, không phải vậy từ phải sang trái. Đấy. Em viết cái này đi, ngang này. Ngang, ngang, sổ này. Đấy, đúng rồi. Trông thì thôi nhưng mà nó phải có sự khác biệt rõ ràng đấy. Dén này chưa? Ta cứ học dần dần để sửa dần dần. Ví dụ dén này, ta có từ ngôn ngữ thì người ta sẽ gọi là ủy dén. Ngay cả lớp cùng nhìn cái viết chữ ủy, đã học từ Hán ngữ là gì rồi nhỉ? À, khả nhủy, đọc mạnh này, khả nhủy. À, khả nhủy. Đấy thì thầy sẽ viết từ ngôn ngữ. Thầy sẽ viết từ ngôn ngữ đấy nhá. Đọc là ủy, ghén. Yeah. Âm Hán Việt là ngữ ngôn, có nghĩa là ngôn ngữ. Ta cùng nói ủy dén, ủy dén. Dén. Đúng rồi. Ta có từ cái gì chẳng hạn, cái gì sẽ là từ sấn mơ. Ta viết luôn từ sấn mơ. Âm Hán Việt có từ sấn mơ là thập ma, nghĩa là cái gì. Đây cũng nói sấn mơ, sấn mơ, sấn mơ, sấn mơ. Sấn mơ vậy thì hỏi là ngôn ngữ gì đó, hỏi là gì? À, nó ngược lại. Đúng rồi, sấn mơ. Ủy, dén. Sấn mơ ủy dén là ngôn ngữ gì? Để viết nó nằm vỏn vẹn trong ô vuông mà không chạm bốn cạnh của ô vuông, ta nhớ là viết sát bên trên và sát ở bên trái. Sát thì không có nghĩa là chạm, gần sát ở bên trên và gần sát ở bên trái. Sở ma ủy dén. Bây giờ hỏi là bạn học ngôn ngữ gì chẳng hạn? Nì xuế sở ma ủy dén. Tên từ xuế nhưng ta chưa học. Nì xuế sở ma ủy dén. Là tôi học tiếng Hán chẳng hạn. Ủa xuế khan nhủy, đúng rồi. Xuế khan nhủy. Rồi, ta quay lại. Ta viết xong chưa?
Rồi. Rồi, ta viết sang từ xin là tín nhân thầy là xin. Tín là nó là bức thư hoặc là tin nhắn thì gọi là xin. Ta cũng nói xin. Xin tín là thư. Tín hiệu đấy ạ. Tín hiệu là xin khẩu. Tín là tín. Tín là tin đấy. Người ta cứ tin đấy, nghĩa là xỉn. Là tín đấy. Tín trong tiếng Việt của mình. Doanh này, lấy chữ tín làm hàng đầu rồi. Xin chữ của ấy sổ. Cái này ta học xong. Xin. Tôi không tin được ạ, nên là của bù xin, của bù xin bất tín nên là không tin. Từ tín trong tiếng Việt ta dùng rất là nhiều. Và tiếp theo ta nhớ tập viết luôn nhá, viết luôn chữ xin ở trong sách ấy. À, tiếp đến ta viết chữ chỉ là tiến là vàng. Nhưng trước khi viết chữ chỉ thì ta hãy viết từ này trước cho thầy. Chữ tỉnh là giếng, đọc là chỉnh. Ta cùng nói chỉnh. Chỉnh. Ta dựa cách viết của từ chỉnh, ta viết từ chỉnh. Chỉnh là tỉnh, là giếng. Di là chữ chờ mà, chỉnh. Chỉnh là tỉnh. Ví dụ này ta có từ miệng giếng ấy, thì ta không nói muốn là chỉnh không đâu. Vì đặc điểm của tiếng Trung bao giờ cũng phải là cụm từ xong âm tiết thì là chiến khẩu. Tỉnh khẩu nghĩa là cái giếng. Chiến khẩu. Chiến khẩu, tỉnh khẩu ở bên nhưng miệng giếng không có nước ạ, chiến khẩu mới yếu sẩy. Chiến khẩu. Rồi, người ta viết sang từ chỉnh là tiến nó vào đây. Từ từ chỉnh là tiến ấy, đằng trước ấy, sau câu bộ là bộ quay xước, bộ này đọc là chùa. Anh đọc cho thầy này, chùa. Chùa CH đồng giống TR cong lưỡi RU chùa đúng không, bộ xước rồi bước xa bước dài như đặc trưng của bộ quay xước này này là khi viết bao giờ ta phải viết sau cùng bởi vì nó ôm lấy cả chữ. Tôi thấy là họ tôi viết bộ tỉnh trước, sau đây chúng ta bắt đầu mới viết bộ quay xước sau. Để ta lưu ý điều này, cái này nó sẽ ngược với quy tắc là trái trước phải sau, mà cái này nó ôm lấy cả chữ ta phải viết phần bên phải trước phần bên trái sau. À, viết thầy từ chim nào. Tiến.
Phim thì trong khẩu ngữ ta sẽ thường nghe thêm một từ là vào đây, vào đây, thì từ đây là biểu thị xu hướng hướng về phía người nói đấy, là sẽ nói là chỉnh lại, chỉnh lại trong tiếng Việt là tiến lại. Vào đây, đấy. Thì đây chúng sẽ gặp cái vướng mắc là cách viết của từ lái viết như thế nào nó mới đúng. Rồi, ta nhìn cách viết từ lái một chút nhé. Từ gì? Từ lái đây này, đây, đây. Bộ quay trước á. Đây, đây, từ từ ta viết xem từ lái đã. Ngang này, chấm, phẩy này, ngang, sổ, phẩy, mác. Mô tả lại nhé, lái là đến mà. Ngang, sổ, phẩy, mác. Đấy, còn bộ quay xước này, quay xước nhá. Đây, cái viết từ chin này. Hồi xưa người ta cứ ngoắng giống hình số 3 là được. Cái chỗ khó khó muốn luôn đấy. Đây, đây, đây. Không thể thẳng vững được. Ở đây tôi giống hình số 3 này. Đấy, hình số 3 hình chữ S. Được chưa? Bộ quay xước họ để riêng là một màu đấy. Hai màu khác nhau. Chin. Chỉnh. Chỉnh. Chúng ta tải hết từ điển này về chưa? Dùng thử chưa? À, khó đâu thì bảo thầy nhé. Cố gắng là tra một cách chụp ảnh. Ta có thể chụp ảnh một cái văn bản, xong ta tra từng chữ cũng được, và ta bôi, ta tô cả một câu nó cũng dịch được. Phần này dịch khá chuẩn, dịch chuẩn hơn cả Google. Gõ thì mình không gõ dấu, mình phải chọn. À, chỉ gõ phiên Latin và không có dấu, sau đấy mình chọn cái chữ mà mình cần gõ, không gõ được dấu nhá, cái đấy đúng rồi đấy. Rồi tôi viết từ chỉnh lái vào đi, ta cũng nói chỉnh lái. Ừ, vào đây, vào đây, chỉnh lái, chỉnh lái. Còn sẽ có một từ nè, vào đi. Rồi, chỉnh truy. Vấn đề là tiến khứ. Vào đi. Vậy thì chin lái và chin chủy khác nhau điểm gì? Lái thì biểu thị xu hướng là hướng về phía người nói. Còn chủy là sẽ biểu thị xu hướng xa phía người nói. Vào đi tức là chúng ta đứng ở ngoài cửa. Còn ta bảo một bạn đứng cạnh mình, mày vào trước đi, còn tao đứng ở ngoài này. Thì sẽ là chin chủy. À, chin chủy, chin chủy. Vào đi, vào đi. Còn một người ở bên trong mà gọi một người bên ngoài phòng vào thì sẽ bảo là chỉnh lái vào trong phòng này. Thế ta tưởng tượng một cái là xa phía người nói, một cái là hướng về phía người nói chưa? Cái trọng tâm ở đây là người nói ở đâu, và người nào nói đấy muốn nói một câu nói có liên quan đến cái hướng đi là hướng về phía mình hay là xa phía mình. Nếu xa phía mình ta dùng chữ chỉ, còn hướng về phía mình ta dùng chữ lái. Cái này phải dùng nhiều mới quen được. Thì tiếng Việt của mình là cũng tương ứng đấy. Tiếng Việt của mình sẽ hay có chữ đây là sẽ là chữ lái, còn chữ đi sẽ là chữ chữ chủy. Là cứ viết vào dần dần ta dùng nhiều sẽ quen. Nhá. Nó ghi lái này là hướng về phía người nói. Thế còn chữ truy này ta sẽ nói là xa phía người nói.
lưu ý nhá. Nào. Tiếp theo ta có từ mời, đấy là chữ chỉnh, mà thỉnh là mời. Ta cùng nói chỉnh, chỉnh, thỉnh là mời. Thì chữ chỉnh này trước ta có bộ ngôn, nó về ngôn ngữ thì đọc là dén. Trước khi viết chữ chỉnh ta viết cho thầy chữ thanh này, thanh nó về màu xanh lam này, cái này đọc là chim. Ta cùng đọc chim, Chim. chim. Ừ, ta viết chữ chim trước đã, viết chữ chim đã, rồi để ghép lại thì dễ hiểu hơn. Một là dễ hiểu hơn, hai là dễ viết hơn. Chim. Tự thanh chẳng hạn, ta có từ thanh thiên. À đúng rồi. Chim then là thanh thiên, nghĩa là trời xanh. À. Chim thiên. Mình Việt là thanh thiên, nghĩa là trời xanh. Ta cũng nói chim thiên. Chim thiên. Thanh thiên. Chim then là vừa đúng không ạ? Thanh thiên hữu nhãn chẳng hạn, chim then hiếu hiển. Chim thiên. Đó, ta viết bộ ngôn với chữ thanh thì ta có từ mời sẽ là chữ chỉnh. Lấy cùng đọc chỉnh. Chỉnh. Đó, ta viết chữ chỉnh như vậy. Chỉnh. Chỉnh.
Vậy thì ta sẽ có câu là mời bạn vào đây, mời anh vào đây, mời chị vào đây. Đại khái là mời một cái người ngô thứ hai số ít vào đây thì sẽ nói là gì? Đầu tiên phải mời bạn đó là chín nỉ. Chín lại. Ừ, em đọc thanh điệu bị sai đúng không? Chín nỉ chín lại. Ta ghi câu này vào. Ta cũng nói chín nỉ chín lại. Mời bạn vào đây. Chứng nghỉ chỉnh lại. Rồi, tiếp theo, ta có từ cảm ơn. À, xin xỉa, đúng không? Thì trước khi viết từ xin xỉa, chúng ta lưu ý một chút. Ta viết cái chữ bộ giữa trước có thể. Bộ này ta chưa học. Là bộ chữ sân, là thân, nó về thân thể. Chữ sân này này. Ta gồm là sân, sân. À, ta viết chữ sân là cái viết chữ sân này ta nhìn vào cái cách viết trong từ xia xia này này sân sân. Rồi, ta viết trong từ thân này, ta học luôn một từ này này liên quan đến từ sân. Đấy là từ thân thể, sẽ nói là sân thể. Trong bản Việt là thân thể, có nghĩa là sức khỏe. Sân thì ta cùng nói sân thì nghĩa là tờ đọc thành thờ nhé, sân thì tôi viết từ sân thì cho thầy hai chữ là trong hai ô nhé, sân thì
Thân thể. Ví dụ như này, một câu hỏi sức khỏe rất là hay gặp, người chúng ta mới học ta cứ hỏi là Ni hảo ma, Ni hảo ma. Thì chắc câu đấy hỏi cũng được, nhưng mà hỏi như thế thì nó hơi ngắn, mà ngắn thì đồng nghĩa với việc là mình không pro, mình không được chuyên, thì họ sẽ nói một câu là sức khỏe của bạn có khỏe không, hỏi là gì? Nỉ gì? Nỉ sân thì hỏng á. Đúng rồi, Ni san thi hảo ma. Mà các bạn online đọc được cứ bật mic lên đọc cứ thấy. Thì là bộ nhân đứng với cả chữ bạn. Này. Nỉ san thi hảo ma. Nỉ san thi hảo ma. Sức khỏe của bạn có tốt không? Thì trả lời là tôi sức khỏe rất tốt là gì? Ủa? Sân thị Sân khấn khảo. Ủa? Sân thị khấn khảo. Lưu ý là cứ hai thanh ba đi liền nhau. Thanh ba trước phải đọc thành thanh. Thanh hai. Khẩn đọc với khảo đọc là khấn khảo. Lớp đọc lại cho thầy này. Nỉ sân thị khảo ma. Nghĩ sân thì khảo Ủa sân thị khấn khảo. và sân thì khảo tạo. Đúng rồi, tôi viết lại cho thầy này. Rồi, đặt ra là quay lại với từ xia xịa, tôi biết xong chưa? Rồi, xong chưa? Rồi, tiếp theo. Ta quay lại với từ xia xịa của chúng ta. Bây giờ ta viết bộ ngôn này, bộ thân và bộ thốn. Bộ thốn học chưa nhỉ? Bộ thốn này này. Chưa? Bộ thốn này, ta viết bộ thốn trước đó nhá. Bộ thốn này này, ta viết lại, viết lại, viết lại. Bộ này là chữ chuẩn. Rồi, ta viết riêng bộ này này đã. Là bộ thốn, nói về gang tấc chuẩn, lớp cùng đọc là chuẩn chuẩn. Ừ, chuẩn rồi. Lúc ấy có bạn hỏi bộ này là bộ gì, cái này này chữ bẩn. Âm Hán Việt là bản, có nghĩa là gốc, ta cùng nói bẩn bẩn. Đúng rồi, lấy viết các bộ vào. Sau thầy sẽ gửi ra các bộ thì chúng ta chép lại các bộ, mỗi chữ mỗi bộ tập viết một dòng với thầy nhá. Lát thầy gửi, lát thầy gửi lại, mà đã viết rồi thì thôi, là chưa viết thì viết đầy đủ cho thầy. Là chụp ảnh gửi lên nhóm với thì mới học, mà học ngay học nhanh thì không kịp đâu, chúng ta phải có quá trình ôn đi ôn lại.
Rồi, nó quay lại nó viết từ xia xịa cho thầy. Xia xịa là phải hai chữ đấy nhá. Xia xịa. Cảm ơn bạn là gì? Xia xịa, xia xịa nỉ, xia xịa nỉ, đúng rồi. Xin chào. Rồi, tiếp theo ta có từ ngân hàng thì gọi là yến kháng. Nó cũng nói yến kháng. Mà ta viết từ ghép từ này luôn. Yến kháng. Nó dễ. Yến kháng. Ngân hàng Trung Quốc nó là gì? Đúng rồi, Trung Quốc yến kháng. Nó viết từ yến kháng đi đã. Và sẽ lấy ví dụ thêm một số từ với từ yến kháng. Không. Đang yến kháng.
Vậy thì ta nói một câu, chúng mình đi ngân hàng Trung Quốc nhé, nói thế nào? Của Mân Phi Trung Quốc Yến Hàng. Mình truy Trung Quốc hiện tại chữ của Mân thì chưa học nhỉ, Thính chưa dậy dậy học rồi. Thì nói qua một lần rồi chữ của Mân học chưa, của Mân là chúng tôi thì học luôn được. Của Mân truy Trung Quốc hiện tại đó. Ủa là tôi người ta biết rồi, nhưng mà mân ấy là biểu thị số nhiều, nỉ là bạn thì nỉ mân là các bạn, ủa là tôi thì ủa mân là chúng tôi, đơn giản thế thôi. Chỉ Trung của yến kháng, ủa mân chỉ Trung của yến kháng, lớp đọc cho thầy, ủa mân chỉ Trung của yến kháng. Của mình chỉ Trung Quốc yến kháng. Đúng rồi. Đã viết rồi. Truy Trung Quốc hiện không? Xong chưa? Xong chưa? Bạn làm chưa biết xong không? Luyện viết nhưng mà sao quên, cứ cố gắng làm thầy quên kệ nó, sao mà học anh nhớ ngay được. Sau thầy sẽ nhắc lại sau, nhưng mà có học thì mới có nhắc lại, không học thì gì mà nhắc. Nên cái phần mà thầy gửi riêng nó cứ viết đầy đủ của thầy nhé, sau học lại sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Đấy, túc tắc cứ viết cứ viết cứ viết đấy. À, thế sao ta có từ bưu điện là yếu trí, nhưng trước khi viết từ yếu thì ta viết các cái từ liên quan đó. Đầu tiên ta có từ yếu là do, nghĩa là bởi tại này, để khoanh tròn này ta viết riêng chữ này cho một ô đã, chữ này đọc là yếu, yếu đấy. Anh viết có chữ yếu đây, ta viết một chữ yếu đấy đã. Yếu thế sao? Bên phải là có từ phủ là bộ ấp, nó về gõ ấp đô thị đọc là phủ, nó viết bộ phủ.
Chúy, yếu chúy, tôi biết từ yếu chúy kết hợp. Yếu chúy. Sao không đọc? Yếu chúy. Yếu chúy. Đúng rồi. Ghi với nhá. Thì âm nó cảm đọc không nhớ được là ghi là chơi uy truy sắc chúy vào đấy. Không đến lúc đọc là yếu chú là sai đấy nhá. Nó là âm uy mà. Thì nói là tôi không đi ngân hàng, tôi đi bưu điện nhá. Còn nào nói được, tôi không đi ngân hàng, tôi đi bưu điện. Ủa gì? Phú truy in hàng của truy dấu truy Đúng rồi, của phú truy yến kháng. Ủa? Truy. Yếu truy. Ừ. Ghi vào. Vừa ghi vừa đọc lẩm nhẩm theo. Lưu ý từ pu nha, mà đi với thanh 4 phải đọc thành thanh 2 đấy nha, truy ra thanh 4 nên phải đọc là phú truy. Của phú truy yến kháng. Của truy yếu truy. Và nó cũng đọc. Của phú truy yến kháng, của truy yếu truy. Ừ, nào, ta viết rồi đi. Đáng mùa truy yếu truy. Ta mới học và cố gắng học thuộc tất cả các câu. Rồi bây giờ đọc lại tất cả những gì mà ta vừa ghi chép lúc nãy nè. Để có tính tổng hợp được một chút. Sai tôi thầy còn sửa cho ta. Em là nãy từ đầu giờ viết được chữ gì. Đọc cả nghĩa nhé, để thầy còn ra soát được. Chim là thư, chim vào chỉnh mời, Xin chào. xe xe, cảm ơn. Yến hàng, ngân hàng, dấu chữ, bưu Đấy. điện, dán, dán, Dán. dán, ngôn, ngôn, dụ, dán, ngôn ngữ, sấn mơ, cái gì? Sấn mơ dự dán ngôn ngữ gì? Sao mới bị dán? Sấn mơ
Yến. Ừ. Chỉnh là giếng. Chỉnh, chính khẩu, cái giếng. Chin lái vào đây. Chin chu, Chính trị. chin truy vào đi. Trình xanh lam, trinh thiên trời xanh. Trình, trinh, trinh nỉ chin lái. Chính nghỉ chỉnh lại. Chính nỉ chin lái, mời bạn vào đây. Sân là thân thể. Sân chỉ là thân thể. Đấy. Nỉ sân chỉ hảo ma. Người sân thí khảo mà. Sân chỉ hảo ma. Sức khỏe bạn ổn không? Của sân chỉ vẫn hảo. Sức khỏe tôi ổn. Chuẩn chuẩn. Ừ, Chuẩn. đúng rồi, không không nhớ thì ghi vào chờ quân chuẩn, nhưng mà nếu mà tôi đọc phải cun, nhiều bạn đọc sai thế này mà Chuẩn chuẩn. là tức bẩn của vân truy chung của yến hàng. Chúng tôi đi ngân hàng Trung Quốc. Yếu bởi tại phụ ngõ đô thị của bố truy yến hàng của truy yếu yếu Dấu chú yếu truy. Chúng tôi không đi ngân hàng, chúng tôi đi điện. chú điện thế nào tiếp đóng nhanh lên chút đây. Yến, ngôn ngữ ủy yến, ngôn ngữ sấn mơ, cái gì sấn mơ ủy yến, ngôn ngữ bạn là gì? Ngôn cái gì? Xin thư, chỉnh giếng, chỉnh cẩu cái giếng, Chiến khẩu. chính khẩu cái giếng, chưa bước xa dài. Chin Chuẩn chuẩn là chu bộ thốn nó về gang tấc chứ, đúng không? Chữ chuẩn đây chữ 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 đúng không? Quay chưa xước, bộ quay xước. chưa bước xa dài. Chin vào, chin lái tiến vào đây. Chin truy vào đi. Chinh xanh lam, chinh thiên trời xanh. Chỉnh và mời chỉnh chính nỉ chỉnh lái và mời bạn vào đây. Shen thị sức khỏe. Nỉ shen thị hảo ma. Nhiều sân thí khảo mà. Nỉ shen thị hảo ma. Bạn khỏe không? Chuẩn là bộ thốn. Xie xie, cảm ơn. Xie xie nỉ, cảm ơn bạn. Yín hàng ngân hàng của Mân Trị chung của Yín hàng. Chúng tôi đi ngân hàng Trung Quốc. Dấu dấu truy bưu Biểu điện, chú dấu truy bưu điện. Của bưu truy, của phú của bưu truy Yín hàng của truy dấu truy. Chúng tôi không đi ngân hàng, chúng tôi đi bưu điện. ừ. À, bạn tiếp nào. Dén, ngôn ủy dén, ngôn ngữ sận mơ, cái gì sận mơ ủy dén, ngôn ngữ gì? Xin thư, chin giếng, chính khẩu, Chỉ thanh ba. chỉnh Chỉnh thanh ba. chính khẩu, À, đúng không? cái giếng, chùa bước xa, chin vào, chin lái vào đây. Chin chùy, Xin chú chin chùy vào đi. ý. Chỉnh mời, chinh xanh lam, chinh thiên trời xanh. Chỉnh nỉ chỉnh lái, Chính nghỉ chỉnh lại. chinh nỉ chỉnh lái. Chỉnh lại, đúng không? Chính nghỉ chỉnh lại. Mời bạn vào đây. Sân thân thể, sân thị sức khỏe. Nỉ sân thị khảo ma, của sân thị khẩn khảo. Bẩn gốc, xe, cảm ơn. Yến kháng ngân hàng của Mân chúng tôi, của Mân truy chúng của Yến kháng, Trung Quốc hiện tại. chúng của Yến kháng. Chúng tôi đi ngân hàng Trung Quốc. Yếu bởi phu
bố ấp, yếu trí, bưu cục. Ừ, biểu cục, biểu điện. Còn câu nữa như là À, em ghi được là xin, dán, ủy dán, sẩn mơ. Sẩn mơ ủy dán, chỉnh, chỉnh khẩu, chiến khẩu, chiến khẩu, chi lái, chiên chuyên, chỉnh, chinh thiên, sân, sân thị, bẩn, dính hóng, chia xìa, dấu trí. Hết rồi. Ừ, câu không đọc. Dạ, em chưa kịp chép ạ. Để chưa kịp chép, ok, thì về xem lại video rồi chép lại. Rồi, mời sang các bạn online nào. À, Hà Trang nào. Đọc các xin thư, xin vào, chỉnh, xin mời, chia sẻ, cảm ơn, yến kháng, ngân hàng, dấu chú, bưu điện, dán, dán, ngôn ngữ, ủy dán, ngôn ngữ, sấn mơ, cái gì, sấn mơ ủy dán, ngôn ngữ gì, chỉnh giếng, chỉnh khẩu, cái chiến giếng, chiến khẩu, chính khẩu, chính khẩu, cái giếng, châu, bước xa, chin lái, vào đây, chin truy, vào đi, chỉnh, xanh lam, chỉnh, chỉnh thiên, trời xanh, chin thiên, chin thiên, chính nỉ, chin lái, xuân, thân thể, nỉ sân thì hảo ma, sức khỏe bạn ổn không? Nỉ sân thí, thí là thành thí, mà nỉ sân thí hảo ma. Nỉ sân tí hảo ma, của sân tí hảo khẩu, khẩn khảo, của sân khẩn thí. Khảo, của sân tí khẩn khảo, sức khỏe tôi ổn. Bản, bẩn gốc, ủy mấn truy chung của yến kháng, của mình truy chung của yến kháng, của mấn truy chung của yến kháng, hiểu bởi tại, yếu khu, yếu yếu khu bộ ấp. Câu của em chưa viết kịp ạ. đọc viết được cái gì cứ đọc cái đấy. Vâng. Thế Ok, rồi ạ. chưa viết kịp thì nhìn sang bên này. Đấy. Rồi bạn tiếp theo là bạn Hiền, Hiền Trần. Dán, ngôn ngữ, ủy dán, ngôn ngữ, sấn mơ, cái gì, sấn mơ ủy dán, ngôn ngữ gì, xin là thư, chỉnh là tiếng, à giếng, chỉnh, chính khẩu là cái giếng, chua, chua là bước xa, chin là vào, chin lái, vào đây, chin chủy, chin chủy, vào đi, chinh, xanh lam, chinh thiên, trời xanh, chỉnh là xin mời, chính nỉ, chin lái là mời bạn vào đây, sân là thân, sân thỉ, sức khỏe, nỉ sân thí khảo ma là bạn có khỏe không, của sân thỉ là, của sân thỉ khấn khảo là tôi rất khỏe, chuân là gang tấc, bẩn là gốc, xia xia là cảm ơn, yến kháng ngân hàng, của mân truy chung của yến kháng, chúng tôi đi ngân hàng Trung Quốc, của nhé, hoặc chung của, chung của yến kháng, chung của yến kháng, yếu là bởi, phu là bộ ấp, yếu, yếu trí là bưu điện, yếu trí, yếu trí bưu điện, của bú truy yến kháng, của truy yếu trí, tôi không đi ngân hàng, tôi đi bưu điện. Hết rồi. Đấy nào. Tiếp theo Hoàng Như Quỳnh nào. Chin là thư, chin là vào, chỉnh là xin mời, chia sẻ, tặng, tặng cảm ơn, yến kháng ngân hàng, yếu trí, bưu điện,
Yến là ngôn ngữ, bộ ngôn. Ngụy Yến ngôn ngữ. Sấm mơ cái gì? Sấm mơ Ngụy Yến ngôn ngữ gì? Chỉnh là giếng, chính khẩu cái giếng. Chùa, chùa Chuẩn. chùa làm bước xa. Chình lái vào Chỉnh đây. chỉnh Chình là lái. Chình truy vào đi. Chình là xanh lam. Chình thiên là trời xanh. Chình chính nhị chình lái. Mời bạn vào đây. Sân thân thể. Sân thể sức khỏe. Nỉ sân thì khỏe ma. Sức khỏe của bạn thế nào? Tốt không? Ủa sân thì khấn khảo. Sức khỏe của tôi rất tốt. Truyền truyền là bộ thốn. chuẩn Ủa mân truyền chân. chờ chuẩn như Rồi. là Ủa mân truy Trung của dính dính kháng. Chúng tôi đi ngân hàng Trung Quốc. Yếu là bởi tạ. Phu phu bộ ấp. Của bu truy có dính bố chuyện. kháng. Của bố truy dính kháng. Của truy yếu yếu trí. Chúng tôi không đi ngân hàng, chúng tôi đi bưu điện. Nào. À, tiếp theo bạn Linh nào. Linh. Thế lớp mình có hai Linh ạ. À, thì em nói trước đi, em là Linh cái gì Linh? Dạ em là Khánh Linh ạ. À, Khánh Linh ạ. Vâng ạ. Ok, thì em là Khánh Linh, thế Dạ Khánh Linh. vâng, thưa em đọc ạ. Dạ vâng, thưa em đọc ạ. Dán, bộ ngôn. Ủy dán, ngôn ngữ. Sấn mơ, cái gì? Sấn mơ ủy dán, ngôn ngữ gì? Xin, thư. Chỉnh, giếng. Chính khẩu, cái giếng. Chua, bước xa, dài. Chin, tiến vào. Chin lái, vào đây. Chin chùy, vào đi. Chỉnh là xin mời hãy nhờ. Chinh là xanh lam. Chinh thiên là trời xanh ạ. Chính nghĩ chinh lái mời bạn vào đây. Chân là thân thể. Xia xỉa cảm ơn. Xia xỉa nghĩ là cảm ơn bạn. Sân thị là sức khỏe. Nghĩ sân thị khảo ma là sức khỏe của bạn có khỏe không. Của sân thị khấn khảo là tôi rất khỏe. Thân thể của tôi rất khỏe. Chân là gang tấc. Yến kháng ngân hàng. Tinh là con trai. Của Mân Truy Trung của Yến Kháng là chúng ta đi ngân hàng Trung Quốc. Dấu là bởi tại. Phu là bộ ấp có ấp đô thị. Dấu dúy là bưu điện. Của Phu Truy Yến Kháng của Truy dấu dúy. Nghĩa là Dạ tôi không đi ngân hàng, tôi đi bưu điện. bạn nào, bạn Linh còn lại đó, có hai bạn Linh đúng không, đó là Khánh Linh rồi, bạn Linh em ơi, một bạn cũng tên Linh như này em, rồi thế bạn Oanh Nguyễn nào, bạn Oanh Nguyễn nào. À, dạ thưa thầy, dán ngôn, dùy dán ngôn ngữ, sớm mơ cái gì, sớm mơ dùy dán ngôn ngữ gì, xin thư, chỉnh giếng, chính khẩu cái giếng, chua, bước xa, chin lái vào đây, chin truy vào đi, chinh màu xanh lam, chinh thiên trời xanh, chỉnh. Chính nỉ chin lái mời bạn vào đây. Sân thân thể, sân thị sức khỏe. Nỉ sân thị khảo ma sức khỏe bạn thế nào. Ủa sân thị khấn khảo sức khỏe của tôi rất tốt. Chuân gang tấc bẩn gốc. Xia xìa cảm ơn. Yến háng ngân hàng. Ủa mân truy trung của Yến háng. Chúng tôi đi ngân hàng Trung Quốc. Dấu bởi tại. Khu Gò Ấp Đô Thị. Dấu chúy bưu điện. Ủa Phú Truy Yến Háng. Ủa Truy Dấu Chúy. Tôi không đi ngân hàng, tôi đi bưu điện. Nào, xin chào.
Các bạn khác có thể nghe các bạn và tưởng tượng là cái chữ đấy, ta cũng phải tích cực nghe nữa thì mới được. Bạn quên rồi. Dạ. Dán là ngôn, ủy dán ngôn ngữ. Sấn mơ cái gì? Sấn mơ ủy dán ngôn ngữ gì? Trinh lái vào đây. Trinh truy vào đi. Trinh trinh thiên trời xanh. Chỉnh mời. Chính nỉ trinh lái mời bạn vào đây. Sân thân thể. Sân tỷ sức khỏe. Ní sân ti khảo ma. Bạn có Nỉ thuộc sân không? thí khảo ma, thí đọc thành thí. Nỉ Sân sân tí khảo ma. Bạn có khỏe tờ đọc không? thành thờ, không đọc thành Ừ. tí, mà là thới thi sắc thí. Nỉ sân thí khảo ma. Nỉ sân thí khảo ma. Bạn có khỏe không? Ủa sân tỷ khấn khảo. Tôi khỏe. Chuôn gang tấc. Phần tốc. Ín kháng ngân hàng. Ín kháng Trung Quốc. Ngân hàng Trung Quốc. Trung của Của ý mân. khả. Chung của ín kháng. Của mân chúng tôi. Của mân chi chung của ín kháng. Dấu bởi tại. Truy bộ ốc gò ốc. Gò áp. Dấu truy bưu điện. Dấu Của chí. dấu chí. Của bố chi ín kháng. Của chi dấu ú. Dấu Tôi đi chí. bưu điện. Dấu chí. Vâng ạ. Vinh đó. Xin thư dán bộ ngôn ủy dán ngôn ngữ sấn mơ cái gì sấn mơ ủy dán ngôn ngữ gì chỉnh giếng chính khẩu cái giếng chua bước ra chin tiến vào chin lái vào đây chin truy và đi chỉnh mời chinh xanh chinh thiên trời xanh chính nị chính nị chỉnh lái mời bạn vào đây sân thân thể sân thị sức khỏe nỉ sân thị khảo ma sức khỏe bạn có tốt không của sân thị khấn khảo sức khỏe tôi tốt chân gang tấc bẩn bạn gốc xia xỉa cảm ơn in háng ngân hàng của mân chỉ chung của in háng chúng tôi đi ngân hàng Trung Quốc diệu yếu tại bởi chỉ bộ ấp yếu chỉ bưu điện Dấu chí. yếu yếu chỉ bưu điện của bù của bố trì in tháng của chị yếu trị yếu Dấu trí chí. của chị yếu trí tôi đi tôi không đi ngân hàng tôi đi bưu điện. Hảo. Rồi, ok. Còn bạn Linh nữa thì thầy chưa thấy đọc được, không mời được thì thôi nhá. Rồi, thầy viết sang bài số 4 nào. Thầy viết bộ ấp nào, viết lại bộ ấp nào, đọc có phủ. Cái này viết giống số 3 là được. Ngang, gập, uốn, móc. Đấy. Thầy viết bộ phủ đi. Bộ ấp. Tiếp theo tôi viết bộ vi nó về bao bọc đọc là quấy sổ này ngang gập móc ngang đọc đọc là quấy bộ vi
Rồi, tiếp theo tôi viết lại cái bộ xước lúc nãy của chúng ta. Bộ xước đọc là chuột. Chấm ngang gập trên lá chuột. Nó phải bước xa ra chuột. Rồi, tiếp theo bộ bát phẩy và mác. Bộ bát đọc là ba. Ừ. Bát nó có bát xuôi bát ngược, nhưng cái này là bát xuôi, nhưng bát ngược là nó ngược, nó quay ngược đầu bên trên ấy. Nó giống cái dâu tôm ở bên trên ấy. Cái đấy cũng là bộ bát nhé. Và à, tiếp theo bộ nhân phẩy và mác đọc là rấn. Nhân nói về người đọc rấn rấn. Mát. Và tiếp theo bộ mộc đọc là mủ. Bộ mộc nó về cây gỗ ngang sổ phẩy mát, ta viết lại. Tôi viết tiếp các chữ Hán sau. Chữ nhị học viết mãi rồi, viết lại luôn, đọc là gì? Ở. Ừ, nói viện đọc là ở. Ở. Ừ. Y ở san y san 1 2 3. Rồi, với chữ san luôn. San là sử. Tứ là phải vào nhà trước, đóng cửa sau, rồi ta viết cái bộ vi bên ngoài trước. Nhưng mà chưa đóng cái nét ngang cuối cùng của bộ vi mà ta viết phải phẩy. Xong rồi sổ ngang, xong rồi đóng vào là ngoài sử.
Sử. Thì số 10 là có gì? Sử. Sử nhá, đừng có đọc nhầm chữ sử nhá. Mà sử đừng có đọc là sử nhá. Hai cái từ này rất hay bị nhầm với 40 gọi là gì? Sử sử, là cũng đọc sử sử. Thế 14 đọc là gì? Sử sử. Đúng không? Chữ sử nó phải cong lưỡi, còn chữ sử nó không cong lưỡi. Nhiều bạn nhầm lắm. Là ta có từ R là hậu tố cho một số danh từ, tức là âm cong lưỡi đấy. Thực chất thì nếu mà nó là chữ, nếu nó là một chữ nó có nghĩa là chữ nhi, nếu về trẻ em đọc là R, hồng hài nhi đấy. Cũng khai R, R là nhi phải sổ uốn nó R. Cũng chữ O như thế này. Rồi. Tiếp theo tôi viết từ chin, trong từ chin thiên. Kim là hiện nay và ngày hôm nay tôi sẽ nói là chin thiên, ta dùng là chin thiên. Chín thiên. Chin thiên. Chín thiên. Rồi, tiếp theo tôi viết từ ngày hôm qua sẽ là Chúa Thiên, Tác Thiên. Tôi cùng nói Chúa Thiên. Chúa thiên. Chúa Thiên. Ừ. Ở trong tiếng Trung ấy, họ không có cái khái niệm là chia động từ đâu nhé. Động từ nào nó vẫn là động từ đó, động từ quá khứ nó vẫn là động từ đó, động từ tương lai vẫn động từ đó. Thì muốn biểu thị thời gian là quá khứ hay hiện tại thì chúng ta chỉ cần thêm cái danh từ thời gian thôi, mà thực chất thì câu vẫn là có danh từ thời gian mà, đúng không? Và cứ nghe theo danh từ thời gian ngày hôm qua thì đương nhiên nó là quá khứ. Chúng ta đừng có tỉ mỉ này, tại sao lại phải không chia động từ trong tiếng Anh, tiếng Trung nó không giống thế. Cả nó không có chữ lơ hay có chữ lơ thì điều đấy không nói lên rằng cái đấy là quá khứ hay là hiện tại hay là tương lai. Chỉ cần có danh từ thời gian là nó đã là biểu thị quá khứ rồi. Như ngày hôm qua tôi đi ngân hàng, Chúa Thiên của chú ý khá. Ngày hôm nay tôi đi bưu điện, xin Thiên của chú ý hiếu chú ý. Cái lơ đặt sau động từ hoặc ở cuối câu nó chỉ là biểu thị cái sự chuyển ngoặt của động tác thôi. Và biểu thị cái sự việc đấy nó đã diễn ra rồi thôi. Nhưng khi mà đã có danh từ chỉ thời gian để xác định cái thời gian đó là quá khứ hay hiện tại thì ta không cần lơ vẫn được. Không phải lúc nào cũng cứ rồi rồi rồi. Trong văn viết của tiếng Trung nó không có chữ lơ đâu. À, tôi viết ra từ xuế cho này là chấm chấm phẩy phẩy ngang móc ngang gập móc xuế, đúng rồi, xuế xuế là học xuế khan nhủy, học tiếng Hàn. Đấy. Tôi học tiếng Hàn nói thế nào? Tôi
không phải của tớ, còn gì tớ của Xuế Khan Nhủ là được rồi, thế thôi nhá. À đấy, nó học luôn chữ Xuế, tôi biết chữ Xuế đi, người ta sẽ hỏi câu là bạn học ngôn ngữ gì, tôi học tiếng Hán, nó thế nào nhỉ? Nỉ xuế sân mắc, nỉ xuế gian bị sân mắc. Mình xuế sẩn mơ ủy yến. Tôi học tiếng Hán. Ủa Ủa xuế khan nhủy. Vâng. Thì sẽ sở mơ ủy nhé. Chuyện. Tôi ghi vào luôn. Lớp đọc cho thầy. Nì xuế sẩn mơ ủy yến. Ủa xuế khả nhủy. Rồi, tôi ghi vào đi.
Thế thì chúng ta tạm học cái chữ xuế cũng được, chúng ta nghỉ về đây cũng được nhá. Các bạn đang học nhiều từ mệt rồi, chúng ta nghỉ tại đây nhá. Thầy sẽ up cái video này lên luôn. Để mình trái triển. Chào thầy là gì? Lão À, sư trai chiên, à, trái lão triển. sư trai chiên, trai chiên. Học nhiều quá mệt ốm.